Ở đây chúng ta có methyl format. Format là HCOO, methyl CH3. Chúng ta thực hiện phản ứng tráng bạc. Ở đây ghi đầy đủ AgNO3 trong môi trường NH3. Trong dung dịch thì chúng ta có nước nữa. Bản chất như sau. HCOO này sẽ nhận thêm oxy để biến thành HCOO, nhận thêm oxy nữa là một O nữa, CH3. Thì còn lại ở đây là hydro kết hợp với NH3 và NO3. Hydro kết hợp với NH3 biến thành NH4, NH4 kết hợp với NO3 là NH4NO3. Do một chó thì đây chúng ta sẽ tạo hai bạn. Cân bằng đây là hai đủ. Ở đây người ta cho khối lượng bạc là 32,4 gram, mình chia cho 108. 32,4 em chia cho 108 bằng 0,3 mol. 0,3 mol thì chuyển qua đây là 0,15 mol. Đó. Cái đó chúng ta sẽ tính được khối lượng của nó. HCOO CH3 phân tử khối là 60 nhân cho 0,15. Thì đây mình tính được là bằng 9 gram. Như vậy có đúng ở đây mình chọn là câu C.